Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hơn 10 năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện tiết kiệm mỗi ngày 1.000 đồng để nuôi heo đất. Từ việc làm này đã giúp hàng trăm hộ dân trên địa bàn được sống trong ngôi nhà mới, có sinh kế để vươn lên thoát nghèo. Đàn dê này là thành quả của gia đình ông Phan Công Thành ở xã Quảng Hiệp, huyện Chư Mờ Ga. Sau khi được nhận một cặp dê giống từ cuối năm 2021, từ nguồn quỹ nuôi heo đất tiết kiệm. Sau đó, gia đình ông tiếp tục được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây nhà đại đoàn kết và nhận thêm con giống. Đây là nguồn sinh kế để gia đình vươn lên thoát nghèo. Chung là hồi trước là coi như là rất là khó khăn, hồi cái thời kỳ coi như con cái nó đau thì hồi là đất đai nó nhiều, bán đất để đi chữa bệnh cho con cái con. Thì bây giờ sau trong thời gian là bên mặt trận có hỗ trợ một số vốn để gia đình coi như phát triển kinh tế, thì hiện bây giờ gia đình cũng tạm thời ổn định. Xã Quảng Hiệp là địa phương đầu tiên ở huyện Chư Mờ Ga phát động phong trào nuôi heo đất tiết kiệm. Trên bàn làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thường có một con heo đất. Mỗi ngày tiết kiệm ít nhất 1.000 đồng bỏ vào heo đất để giúp người nghèo. Từ việc làm này, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã giảm từ 40% xuống còn 14%. Những cái năm trở lại đây đấy thì cứ hàng năm là cái ngày 17 tháng 10 là chúng tôi tổ chức cái lễ đập heo đất. Thì qua cái buổi lễ đập heo đất đó thì nguyên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã Quảng Hiệp là chúng tôi thu được trên dưới là 100 triệu đồng. Ngoài ra là có các cái doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn và cả các cái doanh nghiệp là không có đứng chân trên địa bàn nhưng khi thấy cái phong trào của chúng tôi họ đến họ tham gia và ủng hộ rất là nhiều. Đến nay phong trào nuôi heo đất tiết kiệm đã lan tỏa đến các xã trên địa bàn huyện Chư Mờ Ga. Sau nhiều năm triển khai thực hiện, huyện đã nuôi được hơn 12.500 heo đất với tổng số tiền tiết kiệm được hơn 4,2 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này giúp hơn 400 hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách khó khăn xây dựng sửa chữa nhà ở, hỗ trợ mô hình sinh kế chăn nuôi, giúp hàng trăm hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thì mùa khô ấy, thường thường là cái cây cối nó rất là ít phát triển, cho nên là chúng tôi chủ yếu tập trung vào vận động để nuôi heo đất. Và bắt đầu khi mà đập heo đất xong là chúng tôi dự trữ cái tiền đó và khảo sát, thì đầu mùa mưa là chúng tôi đi triển khai con giống cho các hộ. Thì khi mà các cây cối nó lên là như lá keo rồi các cái loại lá phục vụ cho con dê và con rúi là nó lên rất là tốt, thì nó đảm bảo được cái chất lượng hơn. Rồi nhiều hộ cũng từ cái nguồn này thì đã vươn lên, tức là thoát nghèo. Qua đó thì cũng đã tham gia tốt các cái phong trào ở địa phương, như phong trào là toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, hoặc là các cái phong trào tức là xây dựng cái nếp sống văn hóa. Nuôi heo đất, hành động nhỏ ý nghĩa lớn, một người đóng góp thì khó, nhưng cả cộng đồng chung tay sẽ tạo được nguồn quỹ lớn. Đây cũng là cách mà cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Chư Mờ Ga học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.